Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Đây mới về lô mai vàng. Đó, hàng cũng khá đẹp nha anh em. Đó, đây là cây thứ nhất. Cây mã số là Y1 nha anh em. Rễ khá là đẹp á. 20. 20 hoành. Chiều cao là 39. Cũng chỗ này là 53. Rồi, mã số Y1 ha. Cây này thì em giao lưu với anh em là chỉ 600k thôi, 600k em bao ship toàn quốc. Đó, Y2 có cái đuôi rất là quái. Con dịch sẽ hai cái cánh. Hoành là 25. Chiều cao là 29. Rồi, cây có mã số là Y2 ha. Cây này thì giao lưu với anh em là cũng 600k thôi anh em ơi. Dạ, 600k bao ship toàn quốc luôn. Y3. Cái đế nôm rất là đẹp. Y3. Còn chỗ này là 23. Rồi, tính 22. Chiều cao là 40. Đế dữ dữ nè. Mã số Y3. Y3 cũng 600k nè em ơi, 600k bao ship toàn quốc luôn ha. Y4 bay luôn em ơi. Chim cái kia đi. Hoành là 17. Nó cỡ mét 4 anh em ơi. Cây bay luôn nha anh em. Rồi, cây bay này giao lưu với anh em để anh em 700k thôi anh em ơi. Mà xuống Y4 700k thôi. Bao ship toàn quốc luôn á. Y5. Đó. Mày thú dữ nha. Này hồi chụp hình nền nha. Chiều kính đế là 47. Chiều cao là 33. Rồi, mã số Y5 ha. Rồi, cái này thì giao lưu với anh em là 1,6 triệu thôi anh em ơi, 1,6 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, y mấy? Y6. Y6 ha. Đó. Cốt cành rất đẹp ha nè. 23. 23. Chỗ này là 30. Chiều cao là 125. Rồi, Y6 ha. Cây này giao lưu với anh em là 900k thôi anh em ơi, 900k bao ship toàn quốc luôn. Đó. Chim miếng luôn. Rồi, mã số Y7. Đổ luôn rồi. Nặng đó. Rồi, Y7 này cây mai tứ quý nghe nè. Hình thú khá là đẹp luôn á. Hoành vị trí này là 21. 21 hoành. Chiều cao là 120. Rồi, Y7 ha. Cây mai tứ quý. Rồi, cái này giao lưu với anh em là 1 triệu thôi anh em ơi, 1 triệu bao ship toàn quốc luôn á, mã số Y7 cái mai tứ quý. Củ đế khoảng đến quay củ đế lại. Nè, củ đế rất là dữ nha anh em. Rồi, Y7 1 triệu bao ship toàn quốc ha. Rồi, Y8. Cái này cũ cũng dữ nha anh em. Rồi, tiến hành tu hành đi. Rồi, mã số là Y8. Rồi, cái này giao lưu với anh em 700k ha. Củ đế bự lắm anh em ơi, 700k. Bao ship toàn quốc luôn. Y9 ha. Cái củ nữa nè. Bầu này nó hơi bị giấy, không sao chứ anh em ơi. Mai vàng dễ sống. Hoành là 29. 29. Cũ chỗ này là 51. Chiều cao luôn em. Cao 120. Mã số luôn. Y9. Y9 rồi, để rẻ cho anh em là
800k thôi anh em ơi, 800k được cái mai bành khi ná bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Không có đâu rẻ bằng đây cho anh em ơi. Y10. À. Rồi, cây mười này nó đế nơm khá là đẹp, chỉ 600k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây 11 cái cũ cũng khá bự nghe nè. Y11 20. Cao là 83. Rồi Y11 ha. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là chỉ 600k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Đó, để rẻ cho anh em chơi luôn anh em ơi. Y12. Cục cành khá đẹp. Khá đẹp. Này là 25 hoành. Chiều cao là 69. Chiều cao 69. Rồi cây mã số là Y mấy? Y12. Rồi cây này giao lưu với anh em cũng 600k thôi anh em ơi. Đó, để rẻ cho anh em chơi thôi. 600k bao ship toàn quốc luôn. Y3. Cây này giữ nghe anh em, đẹp ha anh em. Đó. Nước nắp lên xù cho nghe anh em. Đây nhiều. Đó, đang lên xù dữ nha anh em. Rồi tôi hoành đi. Hoành 28 hoành. Kinh đế là 43. 43. Cao là 56. Rồi Y13 ha. Cây này thì em giao lưu với anh em là 2 triệu. Đó, 2 triệu thôi, bao ship toàn quốc luôn. Đó, để ghé cho anh em chơi luôn, cây rất là đẹp anh em. Mai xù nha. Cây này mã số là Y14. Dáng bay cũng khá là đẹp ha. Rồi đâu hoành đi em. Đây cái đó để chụp hình nền kia. Mình là 24. 24. Cao là 39. Dài là 59. Rồi, cây mã số là Y14 ha. Cây này cũng 600k thôi anh em ơi, để ghé cho anh em chơi thôi, để dữ lắm luôn. 600k bao ship toàn quốc luôn. Y15. Đó. Cây này đế thú cũng khá đẹp ha. Rồi, Y15. Cũng là cây cuối cùng. Cây này thì em giao lưu với anh em là 1,2 triệu bao ship toàn quốc luôn ha. Cây hình thú khá đẹp nha anh em. Rồi xin chào anh em ha. Hẹn anh em clip sau. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha.